lên 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 đâu đây, lên đây, lên đây. À, chị lên xem cái kết. Lên lên đi đâu đây? Chị lên xem cái kết này. Các xác. Hôm nay tôi muốn lấy cái quyền này. Tôi rất cảm động khi các bạn cầm trên tay cuốn sách của tôi. Vì thế mà tôi đã không ngần ngại, tôi tính là tôi đứng dậy mấy lần. Bạn mua cuốn sách này bao tiền? 150.000. À, bây giờ bạn bán được 100 triệu rồi. Vậy á? Sắc Sắc Liên có thể ký cho em được không ạ? À? Em rất là ủng hộ fan của Sắc Liên. Em có đọc một cái đoạn trong đó về rất là hay ạ. À? Có ai rút Golden Ticket nữa không ạ? Không. Bây giờ là 4 sách còn lại, không ai rút Golden Ticket nữa. Có nghĩa là về vấn đề tiền thì bạn chỉ deal với Sắc Liên. Thì tôi xin có chút ý kiến thôi. Phải xin ý kiến chị đấy. Rút đi, mình chiến đấu nhá. Rút nhỉ. Trước khi đến đây thì tôi bao giờ cũng có tâm niệm 3T với Sắc Liên là tiền, là không được đua Sắc Liên về tiền. Cái T thứ hai ấy, là không đua Sắc Liên về tuổi. Đúng không? Trẻ tôi già rồi đúng không? Và cái T thứ ba ấy, là không bao giờ đua với Sắc Liên về thích. À, Sắc Liên có câu rất nổi tiếng là chị mà đã thích là không ai để tránh được của chị. Đó, đúng không ạ? Tuy nhiên, như các bạn đã chia sẻ là một trong những cái công cụ quan trọng nhất của bạn đó là công cụ thanh toán. Thì chắc các bạn biết là Visa, Master, thứ vân vân, tất nhiên là tùy theo quy định của từng quốc gia thì họ sẽ không khuyến khích, thậm chí cấm việc thanh toán các sản phẩm blockchain, NFT sử dụng thẻ Visa, Master và các thẻ tín dụng khác. Thì chính vì vậy nên là bạn sẽ sử dụng các công cụ thanh toán điện tử tại địa phương. Các bạn biết là Nextech hiện nay sở hữu cái cổng thanh toán trực tuyến ngânlượng.vn có cung cấp tất cả các loại hình thanh toán điện tử tại Việt Nam. Ngại quảng cáo. Trong đó có thể cả Visa và Master mà lại còn cho thanh toán trả góp. Tuy là tôi không cạnh tranh với Sắc Liên. À, nhưng tôi có thể hỗ trợ. Nhưng quảng cáo ké tí được. Quảng cáo ké tí. Và Sắc Liên mời tôi thì tôi sẽ vui lòng tham gia với Sắc Liên. Chắc mình có cái liên quan đến thanh toán thì anh cũng giới thiệu là anh có một cái cổng thanh toán về blockchain. Thì liên hệ với bên anh sẽ hỗ trợ cho em tích hợp để có thể khách hàng có thể thanh toán. Không phải bên em mà bên tới là Sắc Liên quyết định. Còn anh sẽ nhường toàn bộ lại cho Sắc Liên. Không nói nhường nha. Anh xin lỗi. Em lên rút đi. Vừa nãy anh hỏi hai câu, còn câu hai. Dạ, câu hỏi tiếp theo của Sắc Hưng. Thì vì sao tụi em đưa những nhân vật robotic vào để phần áo dài? Thì tại vì thứ nhất á, là cái xu hướng Metaverse nó đang phát triển. Và tụi em muốn đưa những collection này nhanh nhất đến với thị trường quốc tế. Cho nên tụi em sẽ sử dụng những cái trend nhất ở quốc tế, đó là xu hướng robotic hoặc là AI. Còn ở local thì tụi em cũng sẽ những chiến dịch liên quan đến người thật. Ví dụ như là kết hợp với các nghệ sĩ, hoàn toàn có thể là các sát ở đây là những người nổi tiếng, cũng hoàn toàn có thể phát hành là những NFT để mà ai sở hữu để có thể đi ăn với các sát chẳng hạn. Thì họ có thể đấu giá với nhau, họ có thể tranh giành nhau để giành được cái NFT đó. Thì em nghĩ là cái đó nó ứng dụng rất là nhiều. Ok, nhìn cái Golden Ticket của Sắc Liên cũng thấy đẹp đấy. Thôi bây giờ dừng nhá. Bây giờ đang định mở két. Thôi mời chị. NFT, Metaverse rồi rất nhiều thứ mà chính giới trẻ của em đang tạo ra xu thế. Vì vậy chị đồng ý với cái offer này. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái buổi làm việc đánh giá thực tế xem các em có được cái gì. Chúng ta phải làm rất nhiều việc và phải đầu tư rất nhiều tiền để thực hiện giấc mơ mà chúng ta đang làm. Cảm xúc liền nhỉ bạn. Và đến bây giờ tặng các em 100 triệu nhé. Không cần viết, 100 triệu thì không cần viết. Viết chứ. Các em là những chàng trai rất may mắn. Dạ, cảm ơn Sắc Liên nhiều ạ. Cảm ơn Sắc Liên nhiều. Dạ, cảm ơn Sắc. Rồi, chúc mừng em. Em rất mong muốn được sự đồng hành của các sếp, tất cả các sếp ở đây trong cái sự phát triển của tụi em và Sắc Liên trong thời gian tới ạ. Khi nào sản phẩm hình thành và khi nào, đặc biệt là khi nào mà cái việc mà đưa vào ứng dụng thực tế tại Việt Nam trở thành hiện hữu thì chúng tôi sẽ quay trở lại. Căn này có vấn đề gì là tụi anh sẽ hỗ trợ. Dạ, dạ, cảm ơn các sếp ạ. Rồi, cảm ơn em. Đương nhiên là chị em mình phải phối hợp chứ. Yeah.